Okay. Xin chào các bạn ơi. Wow, ở đây chúng ta đang có rất là nhiều đồ chơi các bạn. Baby Long Leg nha. Một em bé màu vàng các bạn ơi, trên đầu có một cọng tóc thôi nha các bạn. Wow, trông rất là dễ thương luôn. Hai con mắt lấp lánh trông rất là đáng yêu các bạn ơi. Ở đây chúng ta có thêm video con long T-Rex các bạn, con long bạo chúa này màu đỏ nha các bạn. Ơi, ở trên lưng của nó có mấy đường sọc ngang màu đen các bạn ơi. Wow, hàm răng cực kỳ là bén luôn. Hai tay trước khá là nhỏ, hai chữ sau rất là đỏ các bạn ơi. Còn đây chúng ta có gì đây? Một chiếc siêu xe các bạn, một chiếc xe màu vàng các bạn ơi. Ở chiếc xe này có hai cửa bốn bánh, chạy cực kỳ là nhanh luôn. Ở chiếc xe này là một trong những chiếc xe cực kỳ là đắt tiền các bạn. Wow, nhìn xịn chưa? Còn đây là gì đây, một anh chàng The Flash các bạn ơi. Wow, anh chàng The Flash đang chạy tốc độ rất là nhanh luôn nha các bạn. Wow, nhìn anh ta chạy kìa các bạn, trông cực kỳ là lẹ nha. Wow, thắng các bạn ơi, thắng mà đất văng lên luôn kìa. Hả, nhìn ngầu chưa hả? Anh chàng này màu đỏ nha, chạy cực kỳ là nhanh các bạn. Viu 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 viu. Wow, nhìn xịn chứ kìa. Anh ta chạy có thể chạy về quá khứ nha các bạn ơi, rất là xịn luôn. Còn đây là gì đây, một anh chàng Jumbo Jaws. Anh chàng quái vật màu xanh lá cây các bạn, hàm răng rất là đều luôn. Chắc là anh chàng này đánh răng thường xuyên lắm nè. Trông cực kỳ là đáng yêu các bạn ơi. Còn đây gì đây, một anh chàng Superman. Anh chàng người loa các bạn ơi, trên đầu anh ta là một cái lá màu đen nha, mặc áo sơ mi màu trắng, cái quần tây cũng màu đen luôn các bạn, trông cực kỳ là ngầu luôn ấy chứ. Wow, còn đây là gì đây, một con khủng long Pachycephalosaurus bạn. Một con khủng long màu cam nha, nó có mấy cái đốm màu đen các bạn thấy chưa. Cái đầu nó cực kỳ là cứng các bạn ơi, nó sử dụng cái phần đầu này để hút vào những con khủng long khác nha. Còn đây là một con khủng long rất là đẹp khác nha các bạn ơi, coi đây, con khủng long Dilophosaurus. Con khủng long này màu xanh lá cây, nó đang khè cái mang ra cực kỳ là to các bạn. Ở cái hoa văn trên cái mang này cũng rất là đẹp nha các bạn, hàm răng rất là bén luôn. Trên đầu nó còn có hai cái màu nữa kìa. Wow, một con khủng long cực kỳ là nhỏ và chạy cực kỳ là lẹ luôn. Còn đây con khủng long T-Rex các bạn ơi, con khủng long bạo chúa màu xanh lá cây nha. Ở hàm răng rất là bén các bạn. Dữ chưa? Wow, con khủng long T-Rex các bạn ơi, nó rất là hung dữ luôn nha. Còn đây chúng ta có gì đây? Một chú cá sấu các bạn. Wow. Ở
Con cá sấu rất là to luôn, hàm răng của nó kìa các bạn ơi, có thể nuốt chửng luôn cả một con người các bạn, rất là đáng sợ nha. Con cá sấu nó sẽ rình rập nha các bạn ơi, xong rồi nó tiếp cận con mồi một cách rất là bất ngờ luôn các bạn. Wow, con cá sấu cực kỳ là to lớn luôn nha. Còn đây gì đây, một con khủng long Carnotaurus các bạn ơi. Con khủng long này có cái thân màu tím nha, trên lưng của nó thì màu xanh lá cây các bạn ơi. Trên đầu nó có hai cái sừng nữa các bạn. Wow. Và đây là một trong những con khủng long ăn thịt các bạn ơi. Nó đi săn mồi theo cũng khá là giống như con khủng long T-Rex đó chứ. À, gọi đây gì đây, một con khủng long Brontosaurus các bạn ơi. Một con khủng long màu cam nha, khủng long cổ dài nha, cái cổ nó có thể dài lên tới 6 mét luôn. Ấy, cổ cực kỳ là dài các bạn ơi. Đố các bạn là nó giống con gì thì thời điểm hiện đại của chúng ta. Đúng rồi đó các bạn ơi, nó giống con hươu cao cổ nha. Đây nè các bạn ơi, đây một chú hươu cổ nè các bạn ơi. Cái cổ cũng rất là dài luôn và cái chân cũng rất là cao các bạn ơi. Hươu cột cổ rất là to lớn luôn, đúng nào, một con hươu cột cổ cũng màu đỏ, màu cam chứ, màu cam các bạn. Trên đầu nó còn có hai cái sừng nè, nhưng một con khủng long Brontosaurus không có nha. Còn đây chúng ta có gì đây, một con khủng long Spinosaurus bạn ơi. Một con khủng long màu đỏ nha các bạn, trên lưng nó có một cái vảy cực kỳ là to như là một cái cánh bườm các bạn. Đây là khủng long ăn thịt cũng rất là khét tiếng các bạn ơi. Wow, nhìn xịn chưa, hai chân của nó chạy rất là nhanh luôn nha. Wow, còn đây gì đây, một con khủng long Agamasaurus các bạn ơi. Một con khủng long màu xanh dương nha, trên lưng của nó thì màu hồng các bạn, rất là nhiều gai trên lưng luôn. Wow, một con khủng long cực kỳ là đẹp các bạn ơi. Nhìn xịn chứ kìa. Wow, vậy đây một anh sen ban ban. Anh chàng này màu đỏ bạn ơi, có hai cái sừng trên đầu nha, đang lè lưỡi và chồng rất là đáng yêu luôn. Wow, nhìn dễ thương chứ kìa. Còn đây gì đây, Rainbow Friend, một con quái vật mix siêu màu hồng với lại màu xanh dương các bạn ơi. Nó đang vẫy tay xin chào chúng ta nha. Cái bụng nó khá là béo các bạn ơi. Con này mập mập mượt mịn dễ thương. Trên đầu nó còn có một cái vương miện màu vàng các bạn ơi. Quá là ngầu luôn nha. Wow, một con sư tử các bạn ơi. Sư tử nó có một cái bờm cực kỳ là to luôn các bạn. Wow, sư tử là được mệnh danh là chúa tể sơn lâm nha các bạn ơi. Wow, nhìn xịn chứ kìa. Sư tử nó ăn thịt các bạn cực kỳ là hung dữ luôn nha. Wow, nhìn dữ chưa. Đấy. Còn đây chúng ta có gì đây, một chiếc siêu xe các bạn ơi. Một chiếc xe này được mix siêu màu đỏ với lại màu xanh dương nha. Nó có một cái hoa giống như cái bông tuyết các bạn. Wow, nhìn đẹp chưa kìa. Xe này chạy rất là nhanh các bạn ơi, cực kỳ là xịn luôn nha. Wow, đây chúng ta có gì đây, một con hổ các bạn ơi, một con hổ màu cam nha. Nó có mấy cái đường sập 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 màu đen các bạn ơi. Wow, rất là đẹp luôn. Hổ nó chạy cực kỳ là nhanh các bạn nha các bạn ơi. Wow, đã chưa kìa. Con hổ này là một trong những con cũng một con ăn thịt các bạn ơi, cũng rất là nguy hiểm luôn nha. Còn đây chúng ta có gì đây, một anh chàng Spider-Man. Wow, anh chàng Spider-Man đang dùng tơ nhờ nó có thể bắn qua những cái tòa nhà các bạn ơi, quay lượn qua xuyên qua những cái khe tòa nhà rất là đẹp nha. Wow, nhìn ngầu chưa kìa. Còn nhào lộn các bạn ơi. Wow, quá là xịn luôn. Người nhện siêu đẳng đến đây. Anh chàng người nhện phiên bản màu đỏ các bạn ơi. Anh chàng này có thể bắn tơ để bay nhảy khắp nơi luôn các bạn, trông cực kỳ là xịn sò luôn nha. Wow, anh chàng này cũng rất là nhanh nhạy đó chứ. Còn đây chúng ta có gì đây, một con tê giác các bạn ơi. Oh.
Eagle TS này nó có hai cái sừng nha, một cái sừng khá là dày, một cái sừng ngắn nghe đầu mũi các bạn ơi. Wow, nhìn xịn chứ kìa. Con TS này cái bụng khá là phệ các bạn ơi, nó sẽ sử dụng cái phần sừng này để hút vào những con động vật mà làm cho nó bực mình các bạn ơi. Đấy, con TS này rất là dễ kích động các bạn, nó rất là bực mình luôn. Wow. Còn đây gì đây, một anh sừng Batman. Wow, anh sừng Batman đang dẫn hai cái cục quả cầu năng lượng cực kỳ là to các bạn ơi. Wow, bắn rất nhiều quả cầu các bạn. Wow, nhìn xịn chưa? Anh chàng người dơi phiên bản màu đen các bạn ơi, anh ta có một cái gia sản cực kỳ là kết xù luôn nha. Và anh chàng này rất là thông minh các bạn ơi, mặc bộ đồ full màu đen các bạn trông cực kỳ là ngầu luôn nha. Wow, một con khủng long Brachiosaurus các bạn, một con. Khủng long khá là giống như con đà điểu ở thời điểm hiện tại của chúng ta nha. Nó có một cái nút bấm các bạn, giúp cho cái đầu nó có thể gật nữa các bạn, trông cũng rất là vui đấy chứ. Còn đây là con quái vật Hiuli các bạn ơi. Một con quái vật màu xanh lá cây nha. Các bạn thấy móng vuốt của nó gầy dài chưa kìa. Wow, rất là bén luôn. Con này rất là nhiều những cái răng sắc nhọn các bạn ơi. Nó là tới tận là 5 con mắt luôn các bạn. Wow, một con quái vật màu xanh lá cây cực kỳ là to lớn luôn nha. Wow, đây con khủng long gì đây? Dominion Rex các bạn ơi. Một con khủng long màu đỏ nha, sinh lực của nó rất là nhiều gai các bạn. Wow, nhìn xịn chứ kìa, hàm răng rất là bén các bạn ơi. Wow, một con khủng long Dominion Rex, nó có thể đánh hạ gục được một con khủng long T-Rex luôn các bạn. Wow, nhìn xịn chưa. Còn đây gì đây, Freddy một. Chú gấu màu trắng các bạn, trên đầu có một cái nón màu đen nha. Chú gấu này trong nhà Sister Location các bạn ơi. Đẹp chưa? Wow, chú gấu màu trắng trên đầu đang có một cái nón màu đen nữa nè. Trông rất là xịn luôn, võ công cực kỳ là cao cường các bạn ơi. Còn đây gì đây, một anh chàng Captain America các bạn. Wow, anh chàng Captain America đang lái một chiếc tàu hay một chiếc xe màu cam các bạn, trông rất là ngầu nha. Wow, nhìn xịn chứ kìa. Chàng màu xanh dương nha, anh chàng cảnh sát trưởng các bạn ơi. Anh ta có một cái hình ngôi sao màu trắng ở trước ngực các bạn, trông cực kỳ là ngầu luôn nha. Anh chàng này cũng rất là thông minh các bạn ơi, sẽ luôn dẫn dắt đồng đội của mình đến với chiến thắng một cách cực kỳ là dễ dàng luôn. Wow, đây gì đây, một con khủng long Stegosaurus bạn. Con khủng long này màu vàng nha, trên lưng của nó thì một cam các bạn ơi. Rất là nhiều những cái vảy trên lưng các bạn, vừa cứng còn vừa nhọn các bạn ơi. Đuôi nó có 4 cái gai kìa, nhìn xịn chưa. Đây là một trong những con khủng long ăn cỏ các bạn, cực kỳ là to lớn luôn nha. Wow, quá đã các bạn ơi. Còn đây gì đây, một anh chàng Rainbow Fan Red. Anh chàng có cái đầu màu đỏ nè, hai con mắt màu đen bạn ơi. Wow, nhìn xịn chưa. Quá ngầu luôn, anh chàng này cực kỳ là thông minh các bạn ơi, có thể chế tạo ra rất là nhiều thứ nha. Còn đây là một anh chàng Iron Man. Wow, anh chàng Iron Man đang bay lên các bạn. Wow, tiếp đất xuống các bạn ơi, quá là ngầu nha. Wow, bắn cái tia laser đó kìa các bạn ơi. Wow, không cho đất. Anh chàng người sắt phiên bản màu đỏ các bạn ơi. Lớp giáp sắt này cực kỳ là cứng cáp nha các bạn, hỗ trợ anh ta rất là nhiều trong việc chiến đấu luôn nha. Wow, quá là xịn các bạn ơi. Anh ta có thể bay lượn trên bầu trời các bạn ơi. Wow. Và đây dưới đây một anh chàng Swampfire. Anh chàng người lửa đến từ bên xem các bạn ơi, trên đầu anh ta đang bùng cháy các bạn, trông rất là ngầu luôn đúng không nào. Có một cái nút bấm trên ngực anh ta các bạn ơi, piu 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 ấy, trông rất là vui luôn nha. Anh chàng người lửa xung quanh lửa cháy bùng 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 luôn. Còn đây dưới đây một anh chàng hút các bạn hơn, chàng người khổng lồ xanh nha. Wow, anh chàng hút vừa mở một cái cánh cổng để xuyên không thời gian các bạn ơi, anh ta chuẩn bị nhảy lên các bạn, chuẩn bị đáp xuống đất nè. Đúng, wow, đá bay tứ tung luôn nha. Bụng sáu múi, cơ bắp thì cuộn cuộn các bạn, trông cực kỳ là ngầu luôn. Một mình anh ta có thể cân luôn cả 10.000 con quái vật cũng được nha các bạn ơi. Wow, quá là xịn, với một anh chàng hút luôn các bạn ơi. Còn đây dưới đây một con khủng long Parasaurus các bạn ơi. Một con khủng long màu xanh dương nha, trên lưng của nó thì màu xanh lá cây các bạn, nó có một cái màu sau đầu nè. Con này khá là giống như con kangaroo chuột túi các bạn ơi. Wow, đẹp chưa. Đây là con khủng long cỏ các bạn, nó không có giáp, nó không có vũ khí gì luôn nha, chuyên gia về tấn công các bạn ơi, rất là đáng thương luôn nha.
Còn đây là gì đây, một anh chàng Superman. Anh chàng siêu anh hùng mà rất là nhiều bạn nhỏ được bạn trẻ rất là yêu thích như các bạn ơi. Một anh chàng cực kỳ là đẹp trai luôn, mặc bộ đồ màu xanh dương, có một cái quần xịp màu đỏ bạn ơi, áo chàng cũng màu đỏ luôn nha, trông rất là ngầu bạn ơi. Anh chàng này có thể bay luôn nha các bạn ơi, và bắn ra hai tia laser từ hai con mắt các bạn ơi. Wow, thêm gì đây, một con khủng long các bạn. Con khủng long này màu xanh min nha, nó có hai cái cánh cực kỳ là to luôn các bạn ơi, nó bay rất là nhanh luôn. Trên đầu nó còn có hai cái sừng nữa kìa. Wow, khủng long này trên lưng nó rất là nhiều gai các bạn. Đuôi nó khá là dài các bạn ơi, con khủng long cực kỳ là đẹp luôn nha. Còn đây gì đây, một con chim Opila. Ê. Chim màu hồng các bạn ơi, nó có hai cái cánh màu tím nha, cái chân với cái mỏ nó màu vàng các bạn ơi, trên đầu nó có ba cọng tóc nữa nè, thấy trông cũng rất là hay đấy chứ, một con chim rất là dễ thương luôn, hay. Ok, đây chúng ta coi lại một chú báo đốm các bạn ơi. Chú báo đốm là một động vật ăn thịt nha các bạn, rất là nguy hiểm luôn, nó chạy cực kỳ là nhanh luôn. Con báo đốm có thể leo được trên cây nha các bạn ơi, cực kỳ là xịn luôn các bạn. Wow, báo đốm là động vật họ mèo các bạn ơi, rất là to lớn các bạn ơi. Còn đây chúng ta có gì đây, một anh chàng Thor. Anh chàng Thor vừa giọng một cây búa xuống một cái xe các bạn, hư xe rồi, đang chịu hồi cây búa vũ khí của anh ta. Wow, xịn chưa? Anh ta đang quay các bạn ơi. Wow, anh ta bay các bạn. Wow, xịn quá, xịn luôn. Trông cực kỳ là ngầu nha. Xung quanh là những cái sấm chớp rất là đẹp các bạn. Wow, tiếp đất các bạn, long trời lở đất luôn nha. Anh chàng sấm chớp các bạn, thần sấm các bạn ơi. Mà cáo mà đen cái quần này màu xanh dưa các bạn. Trên đầu anh ta đội một cái nón có hai cái cánh đó kìa. Mái tóc màu vàng trông rất là ngầu nha. Cơ bắp cuộn cuộn các bạn ơi. Vũ khí của anh ta là một cái búa cực kỳ là xịn sò và đẹp luôn các bạn. Wow, đây chúng ta thấy đây một baby Godzilla ha. Đấy, một con Godzilla baby rất là dễ thương các bạn ơi. Con này khá là nhỏ nha các bạn. Wow, nhìn dễ thương quá đi à. Con này nó chưa có giữ đâu, sao này nó mới giữ nha các bạn ơi. Wow. Còn đây chúng ta có gì đây, một chiếc xe police các bạn ơi, một chiếc xe cảnh sát màu trắng các bạn, chạy cực kỳ là nhanh luôn nha. Wow, chiếc xe màu trắng này chạy rất là lẹ các bạn ơi, dùng cho những cảnh sát, những chú cảnh sát có thể truy đuổi theo những cái tên tội phạm nguy hiểm các bạn ơi. Còn đây gì đây, một anh chàng Iron Man. Một chiếc mặt nạ của anh chàng Iron Man các bạn ơi. Một chiếc mặt nạ màu đỏ màu vàng trông rất là ngầu luôn nha. Wow, cực kỳ là xịn các bạn ơi, một chiếc mặt nạ trông rất là ngầu các bạn, cứng cáp nhìn quá đã các bạn. Còn đây gì đây, một con khủng long Triceratops các bạn ơi, một con khủng long tam giác long nha, ba sừng các bạn ơi. Hai cái sừng trước khá là dài, một cái sừng ngay đầu mũi các bạn. Hai cái sừng này có thể dài là tới 1 mét các bạn ơi, đâm xuyên qua một cái con khủng long khá lớn nha. Trên đầu nó còn có một cái mang các bạn ơi, xung quanh cái mang này cũng rất là nhiều gai luôn các bạn ơi. Wow, nhìn xịn chưa? Còn đây chúng ta có gì đây, một chú rùa các bạn. Chú rùa này có một cái mai cực kỳ là cứng nha các bạn ơi. Chú sẽ dùng thụt cái đầu hoặc là bốn cái chân này vào trong cái mai này khi mà gặp nguy hiểm các bạn. Ở rùa nó rất là dễ thương các bạn ơi, nó cực kỳ là nhút nhát luôn. Wow, còn đây gì đây, một chiếc mặt nạ của anh chàng Joker. Đây anh chàng Joker đang chuẩn bị, wow, bắn trong cái chiêu rất là mạnh các bạn ơi. Wow, xịn chưa kìa, lửa giăng tá lả luôn. Quá là dữ các bạn, anh chàng Joker cực kỳ mạnh. Anh chị một gã hơi các bạn ơi, một tên tội phạm cực kỳ là khét tiếng luôn nha. Mái cái mặt này màu trắng các bạn ơi, mái tóc thì màu xanh lá cây nha các bạn, trông rất là ghê luôn. Wow, còn rất là nhiều đồ chơi luôn, hẹn các bạn video tiếp theo nha. Bye bye các bạn nha. Bye bye.